Phương Ly và Hiếu Nghĩa rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin rất hữu ích trong việc chăm sóc các bé nhà mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng và lan tỏa lối sống bảo vệ môi trường, vừa qua hàng loạt siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op đã tiên phong trong việc tổ chức ngày nói không với túi ni lông. Theo đó, trong ngày 10 tháng 6, các hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op đã triệt để nói không với túi ni lông bằng cách ngừng sử dụng và cung cấp loại túi này tại 700 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc. Thay vào đó, khách hàng sẽ được cung cấp túi hoặc thùng có chất liệu thân thiện với môi trường để đựng hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể sử dụng túi cá nhân hay túi môi trường để mua sắm. Ghi nhận tại siêu thị Co-op Mắc Nguyễn Kiệm, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người dân đã vui vẻ nhiệt tình hưởng ứng hoạt động đầy ý nghĩa này. Hồi xưa người ta xách giỏ đi chợ đó thì sao cũng vậy thôi. Bây giờ tại vì có bao ni lông thì nó mình làm cho con người mình làm biến thôi. Chứ bây giờ mình mang theo cái túi vải mình đi chợ hay là đi đâu đó mình sử dụng nó cũng tốt chứ có gì đâu. Cái túi mà siêu thị đang bán và tặng cho khách kia kìa thì nó rất là hữu ích chứ không có vấn đề gì bất tiện cả. Chị hoàn toàn ủng hộ. Để khuyến khích người dân không sử dụng túi ni lông, Sài Gòn Co-op cũng áp dụng các chương trình khuyến mãi như tặng hoặc giảm giá bán các loại túi môi trường. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên mua các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và mang theo túi cá nhân khi mua sắm tại siêu thị để có thể nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin về những sản phẩm mà chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của các bé. Thưa quý vị, bom bom hay còn gọi là quả cầu thua thường được sử dụng trong việc đan móc, thêu thùa và dùng làm đồ thủ công, đồ chơi cho trẻ em. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những sản phẩm nghệ thuật đầy độc đáo này quý vị nhé. Nguyên liệu chính được sử dụng làm nên một bom bom bao gồm len sợi, kéo, khuôn chuyên dụng và kim đan. Với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người chơi, những cuộn len đơn điệu đã được biến hóa thành những sản phẩm với nhiều kích cỡ, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Lê Lâm Nhật Huy là một trong những bạn trẻ đầu tiên đem bộ môn bom bom về Việt Nam. Những mẫu bom bom mô phỏng lại kiểu dáng, biểu cảm của những nhân vật hoạt hình, thú cưng và cả các phụ kiện như móc khóa, hoa tai. Không chỉ hấp dẫn nhiều em nhỏ mà còn thu hút sự sáng tạo và tìm hiểu của giới trẻ. Có nhiều bạn tò mò và muốn học hỏi thêm về bộ môn nghệ thuật này. Thì kể từ đó thì mình mới nghĩ ra ý định sẽ lập một kênh YouTube để mà có thể chia sẻ những cái hướng dẫn để mọi người có thể làm những cái quả bom bom xinh xắn như vậy. Bom bom cũng được đánh giá là một món đồ chơi có thể giúp trẻ phát triển xúc giác cùng khả năng tư duy và tưởng tượng. Quý khán giả có thể liên hệ fanpage Henry Lê để đặt làm bom bom theo yêu cầu với giá dao động từ 350.000 cho đến 900.000 đồng. Sắp tới, Nhật Huy cũng sẽ cho ra mắt bộ sách hợp tác với nhà xuất bản Anh Quốc về hướng dẫn tạo hình bom bom để người chơi có thể tự tay tạo nên những sản phẩm mình yêu thích. Quý vị thân mến, khi trẻ bị thấp còi, phụ huynh thường chỉ nghĩ đến nguyên nhân dinh dưỡng nên đã có những phương pháp chữa trị chưa đúng đắn. Do đó, chương trình tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em chưa dậy thì miễn phí là một chương trình vô cùng thiết thực, có thể cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về bệnh lý này đến các bậc phụ huynh để chúng ta có thể điều trị đúng đắn và kịp thời nhất cho trẻ. Khi tham gia tầm soát, trẻ sẽ được bác sĩ hỏi về tiền sử lúc sinh, các bệnh lý liên quan cũng như tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình. Đồng thời trẻ cũng sẽ được thăm khám đo chiều cao và chụp X-quang xương bàn tay miễn phí khi có chỉ định. Từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn về vấn đề phát triển chiều cao của trẻ là bình thường hay bất thường. Riêng những trường hợp nghi ngờ chậm tăng trưởng chiều cao sẽ được hướng dẫn các bước xử trí tiếp theo. Cái bệnh lý thiếu hormone tăng trưởng đơn thuần này nó sẽ không có bất cứ một biểu hiện gì đặc biệt bên ngoài, ngoài trừ chuyện bé nó sẽ thấp hơn so với độ tuổi. Đó là lý do tại sao mà bác sĩ luôn khuyến cáo phụ huynh hãy đo chiều cao cho bé 6 tháng một lần và vẽ lên biểu đồ tăng trưởng. Khi có những biểu hiện bất thường trên biểu đồ tăng trưởng hoặc tốc độ tăng trưởng của bé nhỏ hơn 2cm trong vòng 6 tháng thì sẽ đưa bé đi khám. Nếu mà có chương trình gì để điều trị cho bé mà phát triển chiều cao tối đa thì nó sẽ rất là tốt để mà đạt được cái chiều cao của bé, cải thiện cho vấn đề về vóc dáng của bé nữa.
Thông thường trẻ sơ sinh có chiều cao trung bình khoảng 50cm. Trong năm đầu tiên, trẻ sẽ tăng 25cm và trong 2 năm kế tiếp mỗi năm trẻ sẽ tăng 10cm. Sau đó trẻ tăng thêm 5cm mỗi năm cho đến lúc dậy thì. Nếu trẻ không đạt được các mốc tăng trưởng về chiều cao theo từng độ tuổi thì được gọi là chậm tăng trưởng chiều cao. Quý vị quan tâm có thể liên hệ chương trình tầm soát miễn phí tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM kéo dài từ nay đến ngày 27 tháng 7 năm 2019 để được thăm khám miễn phí. Quý vị thân mến, trong chương trình với chủ đề trẻ em thì chắc chắn là Mua Gì Ở Đâu sẽ không quên mách nhỏ đến quý khán giả cách chế biến một món ăn phù hợp với trẻ. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng vào bếp để xem chuyên gia ẩm thực mang đến món ăn hấp dẫn nào hôm nay nha. Cá bóng mú có đặc điểm ít xương, rất thích hợp để chế biến các món ăn cho trẻ. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện các món ăn đơn giản mà đầy dinh dưỡng cho các bé nào các mẹ ơi. Trước tiên cắt nhuyễn cải bẹ xanh như vậy nè. Bắp cải tím và bắp cải trắng cũng cắt nhuyễn luôn thì em bé ở nhà mới dễ ăn được. Cắt sợi gừng và băm nhuyễn hành lá. Phi lê cá bóng mú cũng cắt thật nhỏ thì mới đúng chuẩn. Bắt nồi nước sôi lên rồi cho gạo đã vo sạch vào nấu cháo. Aha, gạo chín thơm mịn rồi nè. Bây giờ thì thả cá bóng mú vào nấu cho chín tới, thêm gừng, bắp cải tím, cải bẹ xanh, bắp cải trắng. Nếu bé ăn được hành lá thì cho vào để dậy vị nhé. Món cháo cá bóng mú vừa dễ thực hiện mà lại vô cùng dinh dưỡng. Vậy là mẹ đã có ngay một món ăn vừa tốt cho trí não, lại giúp cho bé tập ăn rau. Nhanh nhanh vào bếp thực hiện thôi mẹ ơi. Mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm Mua Gì Ở Đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.